Hello, xin mến chào tất cả anh em. Hôm nay thì bên em có test một bộ dàn máy gửi đi cho hai bác khách hàng. Tại sao hôm nay lại gửi đi cho hai bác khách hàng? Vì có một bác khách hàng lấy bộ mic U7525 mã em nhé. Và một bác khách hàng thì lấy cục đẩy LT1600 và con vang số LX8 thì ở đây thì em có ghép luôn vào. Đấy, và test luôn cả ba sản phẩm này gửi đi cho hai anh. Thì cũng theo nhu cầu của bác khách hàng hôm nay sẽ gửi đến cho anh Lê Viết Đạt, anh ở Đông Sơn, Thanh Hóa em nhé. Thì anh lấy của bên em cục đẩy LT1600 vang số LX8 thì tổng hai thiết bị này thì có giá là 9.500.000 đồng, bao ship về tận nhà luôn cho anh. Đẩy LT1600 thì giá là 6.200.000 đồng, còn vang LX8 thì giá là 3.300.000 đồng, dây rắc đầy đủ, ok chưa? Và con mic U7525 mã này thì gửi về Hải Phòng thì ở đây thì em cũng cho lên em test luôn đó. Thì các bác cùng nghe nhé, chất âm sau khi em vừa setup con vang số này xong. Được. Được 1, 2, 6, 7. Ở đây thì em đang alo cái mút 1, các bác có thể nghe cái tiếng echo pha reverb nghe rất là mềm đúng không ạ? 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được. Để chuyển sang mút 2 thì em sẽ nhấn bờ 2 nhé, các bác về sẽ nhấn bờ 2 này. Ở đây là cái mode định giọng, nhấn sang bờ 2 thì sẽ là cái mode phát biểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok chưa? Setup rất là nhiều mode, ở đây sẽ tới 6 chế độ karaoke. Mode 3 sẽ là echo nhanh. Được 6, 7, 8, 9, ok chưa? Mốt eco nhanh này dành phát nhạc remix, và mốt 4 sẽ là mốt eco chậm. Các bác có thể nghe tiếng eco nó khá chậm. Được 6, 7, 8, 9. Thì cái mốt này là hát nhạc trung tình, ok chưa? Rất hợp lý. Thì bộ mic U7525 này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 2.600.000 đồng các em nhé. Vang số LX8 là 3.300.000 đồng, cũng đẩy hai kênh LT1600 giá 6.2, công suất là 800W, kênh về anh chơi ra 4.30 rất ok. Thì các bác mà mua trọn bộ cả đẩy vang và mic thì đang có giá là 12.100, ok chưa? Đó thì một cấu hình rất là tốt để cho các bác lựa cấp cho bộ dàn karaoke của chúng ta. Thì ngay bây giờ em sẽ karaoke thử một đoạn ở trên cái cấu hình dàn máy này. Anh em cùng nghe nhé, cùng nghe và cảm nhận chất âm. Chúng ta có thể mở con nhỏ ở ngay trên cái kiện này được. Sẽ không còn gì nữa. Em
các bác có thể nghe chất âm rất là hay đúng không ạ? 1, 2, 6, 7, 8, 9. Setup con bao số lợi ích 8 này gần như không bao giờ sợ bú zip, ok nhỉ? Không bao giờ sợ bú zip. Và cái tiếng bích của nó hát rất là nhẹ, đặc biệt là tiếng echo pha đi và rất là mềm. Thì anh em quan tâm đến những cái bộ dàn giá rẻ như thế này mà hay thế này, liên hệ trực tiếp với các em báo giá lại với tất cả các bác. Mic U75 thì đang có giá 2.600.000 đồng, van số lời chạm đã có giá là 3.300.000 đồng, và phục đẩy LT1600 thì đang có giá là 6.200.000 đồng. Tất cả sản phẩm này bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Một video ngắn test và setup gửi về Thanh Hóa thì ok. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và xin chào các bạn.